được cơ hội để làm cái điều mong ước của mình thì mình ở đâu mình cũng làm đúng như vậy là xong rồi, thấy không? Còn những người tranh chấp gì đó thì mời họ đi ăn, nói chuyện với họ, thân thiện với họ, chứ đừng có cái gì tranh chấp với họ. Mời họ đi ăn thôi thì nói chuyện với nhau một hồi cái là quen rồi, thành bạn rồi. À, mời ăn hai ba bốn lần cái thành bạn rồi đấy, chứ có gì đâu mà phải chạy tới hết chỗ này chạy chỗ kia. Cái thế giới này mình chạy đi đâu? Chạy chỗ nào cũng vậy thôi. Hồi xưa Đức Khổng Tử á, đi cả 6 nước á, nước nào cũng cỡ đó. À, ngài đi nước này nghĩ rằng có thể thuyết phục cái chính phủ nước đó làm theo cái ý lý tưởng của ngài để cho dân chúng ấm no hạnh phúc, à, quốc gia hùng cường và à, hiền lành. À, không chịu, ổng đi qua nước kia thì cũng vậy thôi, qua tới 6 nước cũng vậy thôi. Rồi sau đó ngài đi về tự mình tu hành là được rồi. À, hồi đó chị hai cũng nghĩ là phải đi mấy dòng nước để mà thuyết phục mọi người ăn chay nằm đất cứu địa cầu ra. Bây giờ nghĩ mình nói với nó điếc hoài mệt quá. Thôi mình tự tự mình tu hành đi. À, rồi ai người nào mà lại á thì mình chấp nhận họ, mình dạy dỗ họ một hai điều mà mình biết, người nào không lại thì thôi. Rồi từ từ thế giới cũng sẽ tiến bộ, mà làm cái chương trình Supreme Master Television á có thể giúp ích được hơn hơn là chạy chỗ này chỗ kia. Ừ, rồi bị nói này nói kia nữa mấy người đó tạo chứ. À, mình càng già mình càng khiêm nhường, à, càng già càng biết. Không thèm nói với mấy người điếc nữa. Người nào có tai mình nói cho họ nghe, không có tai thì thôi. Nhiều khi có tai nhưng mà nó cũng vẫn điếc điếc một nửa. À, thế chị hai gọi điện thoại biểu người này tên gì đó đi qua là phải truyền tâm ấn liền cho họ. Ừ, tại vì nếu không truyền tâm ấn thì không được vô đây, hiểu không? Nhiều khi sư phụ đi xuống bất ngờ để gặp mọi người đến thăm đó, rồi cái người đó chưa được truyền tâm ấn thì dĩ nhiên không được gặp sư phụ. À, ngồi ở ngoài ngoài cái nhà nhà khách kia đợi á, tội nghiệp cho họ, thấy không? Không chịu, quên hay là sao, hay là làm biếng, hay là quên, nói à, con viết thơ sư phụ chưa có ký gì đâu, có dám. Tôi nói ký gì, ta gọi điện thoại cho nhà ngươi rồi. Nó nghĩ rằng sư phụ cũng giống như nó, à, mỗi ngày ngồi trên bàn viết đó, ngồi y một chỗ vô đó. Oh, hết ký này rồi ký kia kìa, ký nó muốn làm cái gì phải ký cho nó liền, hiểu chưa? Không ký nó không làm, mà đã gọi điện thoại cho nó rồi, à, đã dịch cái tên cho nó biết rồi, đã nói bao nhiêu tuổi rồi, nó người ta già cả rồi, qua phải có người chăm sóc cẩn thận, à, đồ ăn đồ uống đem qua đàng hoàng rồi truyền tâm ấn liền lập tức. Có người trong nhà truyền tâm ấn đâu phải đợi gì đâu, phải không? Trường hợp đặc biệt mà, à, người ta già rồi không có phải là lúc nào cũng có dịp hả? Mà từ xa xôi không chịu, à, viết thư qua đợi sư phụ đóng mộc rồi ký, nó trả gì cho nó coi rồi nó có thì giờ nó mới coi. À, có thì giờ coi rồi á nó mới nói với cái người kia có thì giờ rồi mới chạy tới. Trời ơi, làm việc như vậy từ mọi chúng sanh đi địa ngục hết trơn rồi nó mới ok, hiểu không? Nó không biết sư phụ nói bao nhiêu lần là sư phụ rất bận rộn ha, mà đã nói với nó rõ ràng tên tuổi đưa cho nó hết rồi mà nó còn như vậy đó. Nhiều khi làm việc khổ lắm, làm việc với điện thoại còn tốt hơn làm việc với người á, hiểu không? Điện thoại mình nói gì nó không có nói lại, nó truyền ra liền, người mình nói nó có ý kiến của nó, hiểu không? Tu hành mấy chục năm rồi cũng vẫn như vậy đó, có nhiều người như vậy không tu cho rõ ràng, hiểu chưa? Quan liêu quen cái hành chánh á, thành ra cũng đừng trách dân cái chính phủ nào như vậy. Chính phủ nào cũng có tốt, đa số chính phủ lãnh đạo đều là tốt hết, nhưng mà không có thể làm việc với một cái guồng máy lớn như vậy để mà lãnh đạo nguyên cả một cái quốc gia. Bác cứ để chân ra đi, bác vậy đi, người nào mà để chân ra đi, ok, tôi cũng già rồi, cái nhiều khi cái đầu gối nó cũng nói chuyện với tôi. Nó nói chuyện hoài à, mình đi xuống đi lên cầu thang nó nói chuyện với mình. À, mình đi lên 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 núi thì cũng đỡ, đi xuống nó nói chuyện với mình, nó nói
đi nhẹ nhẹ đi, đi chậm chậm đi, nó nói vậy đó. Cái thảy chừng là không có sao đâu, ok, nói hoài người nào cũng thảy là thảy ở đây chật hẹp. À, tội nghiệp mấy người mà lớn tuổi nhớ lại lạnh lẽo. Ừ. Thôi ráng chịu á, tu hành thì cũng phải lâu lâu chịu cực một chút ha, thì nó quen rồi. À, nó quen cái kiểu làm việc theo kiểu nó phải có computer. À, rồi nó đi coi coi có email, có Skype, coi nó có rảnh nó mới coi chứ. À, nhiều khi không rảnh, à, đi ra ngoài làm chuyện khác, à, đi tắm, à, đi ăn, đi nấu, rồi nó mấy tiếng đồng hồ mới trở lại. Người ta ngồi đợi người kia. Tại vì không phải là nó, không phải là nó đi đi cầu truyền tâm ấn, không phải là nó 80 tuổi, à, không phải là nó từ nước ngoài lặn lội qua đây, nó không hiểu. Nó người Đài Loan sướng quá. Đây, sư phụ tới đây gõ cửa nhà nó chứ không phải của mình nữa. À, sướng quá không hiểu gì hết. Rồi có nó làm công việc của nó rất là đơn thuần, hiểu không? Nó chỉ có một phòng làm việc của nó, rồi nó ở sát bên. À, thì rất là dễ dàng, ngày nào cũng chạy qua làm việc được. Còn sư phụ trăm công ngàn việc, đâu phải lúc nào cũng có ngồi cho cái bàn giấy ở đó mà nghe nó chờ nó. Sư phụ nhiều khi phải đi ngồi thiền 3, 4, 5 ngày không có được liên lạc với ai cả. Sư phụ biết rồi. Thành ra trong cái lúc mà đi bế quan mới nhớ lại, mới kêu nó, trong cái lúc mà bế quan đó, mà phải kêu nó, nói cho nó rõ ràng cho nó biết, tại sợ cái, biết nó rồi, biết nó đợi mình ổng qua nó không cho, nó phải dặn dò rồi. Nó cái này trường hợp đặc biệt chứ không phải đợi 3 tháng. Trường hợp đặc biệt. À, ổng qua phải kêu người nào đó truyền thọ ấn liền. Đừng để người ta đợi lâu. Mà nó cũng làm theo kiểu của nó, hiểu không? Như vậy đó. Không phải chính phủ nào cũng, mình cũng chắc như người lãnh đạo chính phủ hay là trung ương chính phủ được. Tại tay chân dài quá nhiều khi dùng những cái, hiểu chưa? Remote đó, remote control đó, ở xa quá nhiều khi không có kiểm soát được tất cả mọi địa phương. Tại nhiều khi những cái địa phương làm việc không tốt mà làm cho chính phủ trung ương hoặc là những nhà lãnh đạo bị liên hệ tới những cái tiếng đồn không tốt, làm cho ai cũng sợ sệt. Thí dụ như hồi đó giờ mình nghe nó, thí dụ như là chính phủ nào khó khăn lắm á, ông đó ác lắm thì cái nọ ha. Nhưng mà khi nào mà mình đã biết họ rồi, họ ra công khai đó, họ làm những việc hòa bình, những việc tốt rồi, mình biết hồi đó giờ nghe lộn rồi, tầm bậy tầm bạ đâu có đâu, ông hiền, ông cười coi rất là trẻ thơ, rất là thuần hậu, mà hồi đó giờ nói chuyện nghe nghe nói rất là đáng sợ gì đâu, ông có ông cũng là một con người thôi, phải không? Thí dụ vậy đó. Đấy. Hồi đó chị hai còn còn trẻ đó. Ừ. À, ở Việt Nam mà chiến tranh á, mỗi ngày đi học là nhiều khi nghe cái radio ở đâu đó. Ừ. Bên này chửi bên kia, hiểu không? Nói đủ thứ là ác ôn tàn nhẫn rồi, sợ luôn á, sợ hết hồn luôn, sợ hết hồn luôn. À, nhiều khi chị hai còn nhỏ mà đi theo mấy người đi đốn củi, đi lên rừng, đi thăm cái chỗ đất của mình á, đất ở trên núi á, à, lại cái đi thăm mấy người đi chơi vậy đó, cái gặp nhiều khi gặp mấy người cán bộ mà hồi đó cán bộ trốn trong rừng á, à, nhiều khi họ đi ngang qua trong rừng rồi ngẫu nhiên gặp á. À, thấy ông cầm cái súng á, ông đi đi như vậy, mình chạy thôi, chạy mất đất luôn á. À, tại vì toàn là những cái khẩu hiệu bên này, khẩu hiệu bên kia đó. Không phải khẩu hiệu không mà làm những cái bức tranh này kia làm cho người dân sợ khủng khiếp luôn. Nghĩ rằng mấy người cộng sản á, ở bên Hà Nội hay là bên người Bắc lại rất là khủng khiếp. Mà giống như là quỷ ma chứ không phải người nữa. Dễ sợ như vậy đó. Mà nhất là mấy người còn con nít rất nhỏ mà rồi bị những cái ảnh hưởng như vậy á, thành nó lớn lên cũng đâu có biết, cũng đâu biết nhau, phải không? Thành ra nhiều nhiều cái lúc mà cộng sản miền Bắc vô đó thì người ta sợ, sợ chạy là bởi như vậy, là như vậy. Chứ cũng không phải là họ họ chống đối chính phủ hoặc là họ muốn làm cách mạng cách thân gì hết á. Sợ quá đi, sợ quá đi, mấy chục năm bị tẩy não. À, thường thường những hai nước chiến tranh với nhau là nước này nói nước kia là ác lắm, nước kia nói nước nọ ác lắm như vậy đó. À, thành ra làm cho dân chúng hoang mang,
nhất là những trẻ em mới lớn thì nó mấy chục năm nó cứ nhìn những cái hình ảnh, những khẩu hiệu không tốt như vậy thì dĩ nhiên nó sợ, phải không? Mà cũng may là chính phủ cho những người tị nạn trở lại, chỉ ai cũng hồi đó cũng không biết, thấy họ chạy rồi thấy tội nghiệp quá cũng đi giúp đỡ họ thôi, chứ không phải có lòng gì mà kêu bằng muốn chống đối chính phủ. Tôi một mình nó chống đối chính phủ làm cái gì, chống làm cái gì, tu hành rồi chống làm cái gì mà chống sao được, chống sao được. Mình tu hành rồi, mình khôn rồi, mình biết là nghiệp chướng rồi hả, mình biết là những cái chuyện mà thay đổi chính phủ này kia cũng là chính trị, những cái đường hướng chính trị thay đổi hoặc là cái nghiệp chướng của chúng sanh nó thay đổi biết rồi, nên ai mà làm cách mạng làm cái gì, nhưng mà thương họ thôi. Thí dụ những người cộng sản mà bị thành tị nạn thì ai cũng giúp như thường à, đó. Như mấy người ngoại quốc á, như người mấy người ở phương Đông này kia mà tị nạn chị hai cũng giúp đỡ như thường, giúp đỡ hết mình, giúp đỡ bao nhiêu được hay bao nhiêu, không phải chỉ Việt Nam thôi. Tại vì mình thấy họ, mình nghĩ nếu như mình á mà như vậy thì mình đau khổ tới mức nào, mình rất là khốn nạn tới mức nào, hiểu chưa? Mình nghĩ như vậy thôi, mình thấy ai mình cũng thương giống như mình vậy đó, tự nhiên nó như vậy, tự nhiên mình cảm thấy mình như họ như vậy, mình cảm thông được cái sự khổ đau của họ thì mình phải giúp họ thôi, chứ không cần biết là Việt Nam hay là người Phi hay là người Âu người Mỹ, không không cần biết. Tại sao phải giúp nữa? Tại mình chịu không được, mình chịu không nổi cái trường hợp của họ như vậy. Mình đặt mình vô trong cái trường hợp của mình biết liền, mình biết liền mình không thể không giúp, tự nhiên nó như vậy đó. Mà cái nhiều khi giúp đỡ cho người tị nạn cũng không phải là dễ cho chị hai, nhiều khi họ hiểu lầm, những người chính phủ làm việc họ hiểu lầm, họ bắt đi ra khỏi trại á, đi thăm thôi á. À, hoặc là nhiều khi bắt ngồi ở ngoài nắng ở ngoài đường á, ngồi lâu lắm mới được vô thăm đồng bào tị nạn á. Mà vô thăm thôi chứ không có vũ khí gì cả, mà hồi đó còn mặc áo thầy tu á, mặc áo thầy tu đâu có làm gì đâu, chỉ là hiểu lầm nhau hết, hiểu không? Nghĩa là sư phụ cái tình thương không thể ngăn chặn được thôi. Cũng như quý vị thấy con cái của mình đau ốm không thể nào mà đứng đâu bó tay hết á, phải tìm mọi cách để mà cứu nó. Như con cái của mình, sư phụ thương những người mà khốn nạn như vậy, những người khổ nạn như vậy, giống như là quý vị thương con cái quý vị vậy. Phải làm hết sức mình, làm bao nhiêu được bao nhiêu, cực khổ gì cũng chịu được hết á, không phải làm như vậy sướng gì đâu. Nhiều người nó nghĩ sư phụ dùng phép bùa gì để là mê hoặc mấy người tị nạn kiếm tiền. Tôi mà có phép bùa tôi mê hoặc mấy cái ông triệu phú tỷ phú, tôi mê hoặc mấy người tị nạn làm gì, mấy người tị nạn đâu có tiền đâu, phải không? Sư phụ không phải đưa tiền giúp cho họ nữa, giúp cho họ như khi những cái chuyện vật chất nhỏ nhỏ đó. Ví dụ nghĩ có đúng không, quý vị nghĩ coi hả, hợp lý không? Tôi mà có tiền tôi đi, đi đi dụ mấy ông tỷ phú, tôi mà muốn kiếm tiền đi mà có bùa chú đi đi tìm mấy cái ông tỷ phú triệu phú mà để dụ dỗ họ lấy tiền chứ, tôi đi dụ dỗ mấy người Việt Nam làm gì hả? Hả, đúng không? Tôi tiếng Việt nói cũng được, tiếng Tàu nói cũng được, người Tàu có rất người người giàu, họ rất là thành tín, hiểu chưa hả? Sư phụ mà muốn làm tiền á, bây giờ quý vị đâu có ngồi trong những cái 30 năm ở Đài Loan rồi, 30 năm hoằng pháp rồi, 30 năm mấy rồi, bây giờ quý vị còn đâu có ngồi ở ngoài trời như vậy, còn đâu có ngồi những cái lều như vậy nữa, phải không? 30 mấy chục năm mà không có nhà cửa. Nhiều người muốn nói gì nói à, khổ như vậy đó, thành ra cứ hiểu lầm nhau nhiều lắm. Cũng như những chính phủ này hiểu lầm chính phủ kia, hoặc là người dân hiểu lầm chính phủ hiểu lầm người dân, có hết, thì mình phải nhẫn nại mà thôi, nhẫn nại mà thôi, không có cái cách nào khác, nhẫn nại và tu hành thêm, tinh tấn thêm để cho nó vượt qua những cái khó khăn hiện tại. Tu hành cái gì cũng cũng vượt qua hết, vượt qua. À, thôi được rồi, để quý vị đi dùng đi dùng cơm. À, mai mốt gặp lại, ok. Có thiền đó, có thiền từ 22 tới 28 quý vị biết rồi. Nếu mà có rảnh thì đi qua. Có thể là có chỗ tốt hơn cho quý vị, tại cái lúc đó rất là lạnh rồi. Chị hai đang nỗ lực nghĩa là làm việc để cho quý vị có những chỗ tốt hơn. Sau 30 mấy năm rồi có thể có một chỗ tốt hơn. Mọi người hùng lại đó.
sư phụ cũng hùng vô. Chứ mà sư phụ mua hết thì chắc không có tiền để làm những chuyện gì khác nữa hết. Nếu mà sư phụ mà dùng hết tiền ra để mua đạo trường á, thì không có tiền để làm những việc khác, không có tiền để mà chia sẻ cho những người mà khốn khó hơn mình. Sư phụ đã nói rồi, ông phải sư phụ tí đối với quý vị Đài Loan hoặc là quốc ngoại không có lo lắng, nhưng mà sư phụ nghĩ rằng có bao nhiêu người khác còn khốn khổ hơn mình. À, quý vị tới đây 2 3 ngày, 1 2 tuần rồi đi về có nhà, hiểu không? Có nhà, có nhà có cửa. À, còn những người tị nạn hoặc là những người bị tai nạn thiên tai á, họ không biết làm sao cả, tài sản cái gì cũng tiêu hết rồi, nhiều khi con cái cha mẹ anh em chết hết rồi, cái lòng của họ bao nhiêu xốn sang, bao nhiêu đau xót. Những người đó mình phải giúp đỡ, nếu mình biết được mình phải giúp đỡ, không biết thì dĩ nhiên không không thể nào giúp đỡ hết toàn thế giới, nhưng mà nếu mà mình biết được chỗ nào phải giúp chỗ đó. Còn quý vị đã có truyền tâm ấn rồi, có nơi nương tựa tinh thần, có nhà có cửa, có thể đi về để mà nương náu, dù là một cái túp lều tranh đi nữa cũng có chỗ của mình. Còn nếu không thì cũng ở tạm với đồng tu, không có phải cái trường hợp mà rất là cấp bách, rất là không có thể nào nương tựa, không có biết chỗ nào để đi, không có dòm ở đâu để cho mà giúp đỡ mình được, không phải như trường hợp như vậy, hiểu chưa? Cho nên sư phụ lấy tiền bạc giúp đỡ cho họ qua cơn khốn khổ, mỗi lần nghĩ với mấy người đó sư phụ không không ăn không ngon ngủ không yên. Thế giới rất bao nhiêu người đau khổ, thành ra mấy chục năm nay tiền bạc thì có thể mua được chỗ tốt không, nhưng mà sư phụ không có mua để làm truyền hình để mà thăng hoa cái thế giới, không bầu không khí của thế giới, hoặc là để giúp đỡ những người mà rất là tột cùng đau khổ không nơi nương tựa, cho họ sống tạm ngày để họ trở lại làm việc cái đời sống bình thường của họ. Một miếng khi đói hơn gói khi no. Sư phụ không nghĩ rằng mình làm những việc rất là vĩ đại, sư phụ rất là xấu hổ tại vì không thể giúp nhiều hơn, nhất là những khi mà có báo chí tới chụp hình hoặc là lên truyền hình, sư phụ cảm thấy rất là xấu hổ tại vì mình giúp có một chút thôi mà họ lên truyền hình này cái kia nọ, cảm thấy rất là xấu hổ, chứ không phải là kiêu ngạo gì cả, không bao giờ. Thì cảm thấy mình làm không đủ, nhiều khi cảm thấy rất là đau lòng, mà không có giúp đỡ cả thế giới được. Biết là nghiệp chướng của họ, biết là nghiệp chướng của họ, nhưng mà vẫn đau lòng. Cũng như những người tị nạn Việt Nam á, chị hay cũng biết là nghiệp chướng. Tại vì hồi xưa Việt Nam mình, hồi xưa Đại Việt, Đại của Việt đó, chiếm nước của người khác mà. Thì cũng đàn áp những người khác, để mà khoa làm rộng bờ cõi của nước mình, thì cũng làm cho họ nhiều khi tuyệt chủng như người Chàm chẳng hạn. Thì những cái nghiệp chướng đó lâu đời tích trữ, đúng thời giờ cũng như cây trái đó, nó nở bông nở trái ra, hiểu chưa? Sư phụ cũng biết vậy chứ không nói không biết, nhưng mà vẫn đau lòng, vẫn muốn giúp đỡ họ. Cũng như nhiều khi quý vị có con cái, biết con cái nó ngây thơ khờ dại, nó không biết những cái chuyện không tốt, nó làm những chuyện không tốt, nhưng mà quý vị vẫn thương nó, phải không? Đâu có muốn bỏ tiêu nó ra, nói mày hư quá, tao không có nuôi mày, đâu phải vậy. Giống y như vậy, trường hợp y như vậy thôi. Quý vị càng tu hành, cái lòng thương càng mở rộng, càng cảm thấy tha nhân giống y như mình như vậy, cho nên họ đau khổ mình cảm thấy y như họ. Nhiều khi thấy những con chim rồi không có đủ đồ ăn, sư phụ cũng rất là đau lòng, rồi đem đồ ăn rồi lại cho nó, không biết nó ăn hay là không, nhưng mà cũng cũng ráng, thí dụ vậy đó. Thấy nhiều khi chó hoang ngoài kia rất là nhiều, bệnh tật không ai nuôi nó, chị hay cũng rơi lệ. Chứ không phải chị hay không biết, không phải sư phụ không biết cái nghiệp nghiệp quả nó luân luân hồi như vậy, nhưng mà biết thì biết mà vẫn thương, vẫn tội nghiệp. Cho nhiều khi những chính phủ nào hiểu lầm thì sư phụ cũng phải ráng chịu vậy thôi, chứ không phải sư phụ không có
không có phản đối chính phủ nào cả, tại sư phụ cũng biết đó là nghiệp chướng thôi. Ừ. Thì mình ở trong hoàn cảnh nào mình cũng ráng tu hành thêm, làm lành lánh dữ, à, tâm hoan hỷ khi thấy những người khác làm việc lành, nếu mình không làm được mình hoan hỷ, à, mình hoan hỷ mình cổ động, như vậy cũng rất cũng đúng là một sự làm lành, à, để cho cái nghiệp chướng mình nó giảm bớt đi, để nó cân bình đi, à, thì và nó càng ngày cái phước báo mình càng lên thì nghiệp chướng nó bị lướt qua đi, thì cái đời sống của mình nó sẽ tốt hơn, không không có bao giờ mà trách cứ chính phủ hoặc là những nhân viên làm việc nào khác hết, dầu là họ tốt hay là xấu, mình không được phê bình, không được phê bình ha. Nếu mình phê bình thì là mình không tốt rồi, cái nghiệp của họ cũng sẽ lan tới mình nữa, chứ không phải là không tốt vì không nên phê bình mà thôi, hiểu chưa? Ừ. Việt Nam mình nói mà, thương người như thể thương thân, ghét người như thể vung phân cho người. Nhớ, Việt Nam rất là nhiều thành ngữ, rất là có trí huệ. Mình học những cái đó là đủ rồi, chứ cũng không cần đi đâu học cái gì nữa. Mà nếu mà muốn lại học với chị Hai thì chị Hai chỉ cho cách học thôi. Ừ. Nếu mà những người nào trên thế giới noi gương những bậc vĩ nhân ở nước của họ đó, học theo những bậc thánh hiền trên nước của họ từ hồi xưa để lại đó là đủ rồi. Nếu họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tin Chúa, họ làm lành đánh dữ là cũng đủ, chứ không cần phải đi theo chị Hai làm gì. Tôi không phải cần phải mà muốn nhiều người đi theo, càng nhiều người đi theo càng mệt. Hiểu rồi. Ừ. Hồi xưa chà, chưa có nhiều đệ tử ha, mũi nó không thèm biết chị Hai ở đâu nữa, bây giờ nó thấy đâu cắn đó. Ừ. Làm việc gì nhiều khi cũng bị chướng ngại. Hồi xưa tối ngày không có chuyện gì làm bao nhiêu. Ừ. Đâu có bao nhiêu đệ tử. À, còn đi du ngoạn rồi còn được. Lâu lâu coi tivi, điện ảnh, phim bộ nữa. À, bây giờ đâu có thì giờ làm cái gì đâu. Càng nhiều đệ tử càng mệt. Hiểu chưa? À. Thôi được rồi. Nói hoài cũng vậy thôi. Cảm ơn quý vị nha. À, người nào ở lại được thì ở. À, nhưng mà nhớ tôn trọng luật lệ, chiếu kháng hết rồi hết phải đi, phải không? Ừ. Chứ đừng có ở lại nói là sư phụ có thần thông rồi muốn ở đâu không có ai làm gì mình được, không phải vậy. Cái mình ở đâu phải tôn trọng nước đó ha, làm cho vinh quang cho họ, làm cho họ vui vẻ, chứ không có làm những chuyện phiền phức, ok ha. Dầu sư phụ có thần thông, sư phụ cũng không bảo vệ những người mà phạm pháp. Phạm pháp là phải đi á. Rồi, bye bye. Cảm ơn. Thank you. Auf Wiedersehen. Gracias. Merci. Sayonara. Arigato. Xie xie. Cảm Don't be angry, he's old man. He's old man, he needs a little extra, okay? Sư phụ nói ổng già cho thêm chút, hiểu không? Đừng có ghen. Ừ. Chăm sóc con già, như là ba của mình, đúng không? Như là con gái của người, okay. À. Như cảm thấy hỏi đi ông, sư phụ ở dạy chính, đi chú tại đây hiểu gì? Sư phụ 你好亮啊！谢谢你，大家对你的。师傅，你特别亮，刺得我眼睛特别整个这个台子，我已经是第二次看到你是这么光亮的了。第二次而已啊！哎呀，不是每天啦，这是第二次亲自看到你在台上，每天打坐的时候都会看到你来，好高兴，爱你，恭喜，爱你，恭喜，这样才是真的。I love you so much 啊，这样才真的爱哈，这里是我的。OK，你要帮我这里好吗 ？OK，行了，太好了，嗯、啊、嗯，我认为你修行那么久，跟我那么久，就有两次看到我亮的话，是太惭愧了。看到，这次又看到，每天打坐的时候、啊、都看到、啊。不一样，那边就是是近视看到的。啊、我念51天辟谷的时候，每天就喝一个椰子水，坚持了51天，然后来到这儿的时候看你。
好亮，好亮！嗯，全部都亮哈。呀，不是师傅亮而已，当然，当然，爱你师傅 ，I love you so much. Okay, love you too. Okay, everybody, take care of yourself, huh? Take care of yourself, okay? At least physically, huh? And meditate well all the time. You know it's good for you. Hmm? Yeah. Ah, my bag, I forgot. Can you get my bag for me, darling? No, no, she, not you. Oh, okay. You. Is your leg okay now? Don't twist it again, huh? Can you do anything? What are you doing in Bulgaria? I live in America now. America now? Ohio. Retired? In Ohio. In Ohio? Oh, yes. I see. What are you doing there? I work as a Montessori teacher. Teacher? Yes. Ah. English? Like Montessori method is like after school, kind of taking care of the children. Okay. And it's good. I work in Loving Heart too at night time. You what? Night time I work in Loving Heart. Oh, I see. You have two jobs. Yes. Wow, I'm proud of you. Yeah, but must have time for meditation, huh? Yes, must. Just enough to take care of your living. Okay, the rest you must meditate, huh? Yes, must. Thank you so much. Okay. The Westerner from afar, raise hand. Okay, come with me. Okay, come with me. Come with me. I treat you to some normal food, just a food. Eat with me upstairs. Yeah, in the public kitchen though, but the upper level. Okay, come. Westerners, and old man. Yeah, that's good. Yeah. 大陆的姥姥的，我上次有招待过了 ，OK， 不要嫉妒，台湾更不要想了。台湾是你们的家，我还要请你们吗？哈，上面有没有人？我要请客了，我要上去吃饭。好。嗯，近几天是我最忙的，你懂吗？最忙的。又要做这里，要去做别的，然后那个每天的工作也不能忽略，所以晚上要通宵，然后近几天他们要有一个规矩，就是近几天不煮饭。上帝他说他叫世界七天嘛，不是最后一天他休假有没有？我最后一天要工作更忙，哦，我又没时间煮，懂吗？哎呀。世界不公平啊！好了，我自己公平自己，我上去吃饭。Come with me。啊，có người Việt Nam nào mà biết nói tiếng Anh không? Come with us. Có người Việt Nam nào biết nói tiếng Anh giỏi không? Very good. You from America? Âu Lạc có biết nói tiếng Anh giỏi hả? Có phiên âm được không? Rồi, đi lên đi theo bác, đặng nhiều khi nói tiếng Anh, nói cho ông nghe. Ok, come. Come to mama. Ok, goodbye nè, tất chiến. Tất chiến. Sai sự chiến. Thank you the equip, the team. Working hard. Hey, nói chào hầu. Xin chào ha. 你好，哎，你们自己的家嘛，啊，没什么特别招待 ，OK 哈，自己人。啊，谢谢你，百分叫什么？酵母面包。酵母面包，哦，太好了，谢谢你，帮我拿一下，帮我拿，我不晓得有什么东西给他，我没有任何东西，我没有东西给你啊。这个给你当纪念好不好？好。OK， 我没有别的，我没有任何东西，好，拜拜，拜拜，谢谢。我的面包放在车上。好。啊，不过你不没有留着吃啊？就给师傅的吗？从家里带来给师傅，你有的吃吗？啊 ，OK， 好了，没事，你去吃饭，这边有饭。谢谢啦，老公公。
再见。哦，今天会冷，你们 OK 吗 ？OK。 我已经穿很多，还是冷的，脚的上面温暖就 OK 了。OK 了，师兄啊，再见了。你们是打话的地方吗？是不是话人？谢谢。这边是足够给大家用哈。对。是吗？嗯 ，OK OK， 好了，放。 OK，我走了。啊，我走嘞。是吧？跟谁呢？我跟你，听俺女儿。这个人来了，你好。好嘞。我就放空的，跟你们家，空的，跟我，俺跟你们家，咱们就待了，你去。别，你站，你站。哎，哦哟。要。给到你的麦。OK，I'm OK，我要吃饭。我要20个人吃饭，有吗？赶快，赶快办。办在哪里吃啊？哦，办在那边吗？好，在这边吃，这边比较靠近。我要吃饭。吃饭吃饭。有饭菜吗？快点啦，不要就坐在那里。 很紧张，桌子在摆着。有一个桌子吗？有桌子椅子吗？快点了，桌子椅子快点，你们看看。放在这里哈，啊，太好了。OK。那放心哦，可以。那不管他了，然后你就吃了。OK， 来。 咖啡啊！咖啡啊！他们紧张的，他们有那个玩的。来，赶快，多玩多快。刚才快多。不是我的啊，好像放不下就好，我跟大家。不要再抖音，但是。哎，你弄弄好。 哎，你快点！那我怎么？哎，我那边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 
này vậy bác? Bác không biết bên này nó khác đấy. Đây một cái thịt lợn đen nha. Ở đây này có xong rồi chứ. Các đi dòng bên kia. À, ba. Dòng bên kia. Rồi ăn kia hả bác? Ở cái bên đây, lát mình ăn xong, mình lại đây mình ăn cái gì? Sức quá, ngon ngay. Nóng băng, cái gì nóng băng? Sao kìa sao? Cái gì nóng băng? Go. Okay, good, good. Very good. Excellent. What is this here? The two different look? Okay. They have two kind of soup, okay? Two kind of soup. I say I want to eat both. He said this one. He said the bigger one tastes better, but I said I try both. Ah, very good. Okay, this for me. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Ghế ngồi đó đi. I will forever love you. You are the world, you are the number.
Beauty, that you so adore. Chắc là bản lai sẽ gây niềm anh chú phản rồi thì anh chưa đảm bảo chứ mà. Alo. Màu vàng. All right, very good. What else? I want someone to eat. Oh, you mean, huh? Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, good, good. Oh, yeah. Bắt muốn màu tím hay màu trắng? Hai cái màu hết. Màu nào? Màu nào cũng được, làm hai cái luôn. Nóng bác ơi, bỏ vô nóng. Không nóng rồi. Sorry. This one has to do. Chị sẽ tiêu dùng không? Cái lì cũng có chuyện là trăng chăng. Ai dồi ôi, ôi, của cháu bây giờ. Cái trăng là gì? Có, có đoạn này sao ở đây đoạn nhiều quá vậy? Con tí. Very good. Có cái này nè bác. Ừ. Ai dồi ôi, đồ ăn nhiều quá, đồ ăn theo rồi. What is this here? Nothing. You guys okay? Yes. Yes, yes. Very good, huh? Yes. Excellent, huh? Bữa nay nó không nấu cho tôi ăn, tới đây ăn nhờ. Ăn nhờ ở tạm. Very good. Tại sao cho ổng hai miếng đầy hết rồi? Tại vì người Việt Nam đâu có ăn bánh mì nhiều đâu. Đồ ăn không cho cho bánh mì không? You like fried rice? Yes. Chú Phan. Chú Phan. Chúc chú Phan sai bữa nay sẽ gây niềm ăn tầm ăn. Cái này là tay rồi đó. Yo. 面包我们这里面包很多嘞。哇！来，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 
有吃。谁煮都一样，都一样，这是什么？
你们啊，吃得好，谢谢，吃得很开心哦，开心，你们吃的好好吃，谢谢。